Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với câu chuyện ngày hôm nay của Phát Freestyle. Thất bại tức tưởi vì bị trọng tài chèn ép trước Newcastle tại vòng 11 Premier League khiến cho Arsenal bỏ lỡ cơ hội vươn lên ngôi nhì bảng. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta không mất quá nhiều thời gian để than thân trách phận. Họ tiếp tục được trao cơ hội khi Tottenham thua trận trước Wolverhampton. Lần này họ đã không bỏ lỡ thời cơ đó. Pháo thủ đã có chiến thắng 3-1 trước cao thủ Burnley để vươn lên ngôi nhì bảng. Arsenal giành quyền kiểm soát trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Dẫu vậy, trong 20 phút đầu trận, đội chủ nhà tấn công không quá ấn tượng. Phút thứ 20, Bukayo Saka thử thách Trafford với một cú dứt điểm nhanh ở đầu vòng cấm địa. Bóng đã hướng vào góc cao bên phải. Thủ thành của Burnley đã tung người đẩy bóng vọt xa. Các chân sút của pháo thủ không hiệu quả trong hiệp 1. Những tưởng đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa, nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 45+1. Trossard ập vào đánh đầu ở gần cột dọc, đưa bóng vào lưới giúp cho đội chủ nhà mở tỷ số. Và từ đây thì Arsenal bắt đầu thăng hoa. Burnley nhập cuộc tốt với hiệp 2. Đội khách bất ngờ có đoàn gỡ ở phút thứ 53. Brahiu là người đã dứt điểm từ khu vực đầu vòng cấm địa. Bóng đập chân cầu thủ của Arsenal đổi hướng khiến thủ thành Raya không kịp cản phá. Tuy nhiên Arsenal nhanh chóng tái lập lợi thế dẫn bàn. Phút 57, từ quả đá phạt góc, Saliba đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên thành 2-1. Nắm giữ thế trận chủ động, Arsenal còn thắng thứ 3 ở phút 74. Sau tình huống lộn xộn từ quả phạt góc, Zinchenko lao vào thực hiện cú hai chân dứt điểm trên không, đưa bóng vào góc phải cầu môn. Như vậy, Arsenal đã giành lấy vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém vị trí thứ 2 của Liverpool về hiệu số bàn thắng và kém ngôi đầu của Manchester City 1 điểm mà thôi. Có thể thấy đội chủ sân Emirates vẫn đang đứng đúng vị thế của mình. Đó là một câu lạc bộ có khả năng cạnh tranh song phẳng với Manchester City và những đội bóng mạnh khác ở chức vô địch mùa này. Phải nói rõ ra, chứ không như Man United lúc nào cũng hô hào cạnh tranh vô địch nhưng thực ra chả thấy đâu. Mặc dù vậy, các cổ động viên sẽ đặt ra câu hỏi rằng phải chăng Arsenal đang yếu đi so với chính họ mùa trước? Cùng thời điểm này mùa giải ngoái thì Arsenal còn đứng đầu bảng. Ngoài việc giành được nhiều điểm hơn, mùa vừa rồi thì đội chủ sân Emirates còn hạ màn với 88 bàn thắng ở Premier League. Họ thậm chí còn ghi được nhiều hơn 15 bàn so với mùa giải bất bại huyền thoại 2003-2004. Mùa này khi cường độ ghi bàn đã giảm, câu hỏi với Mikel Arteta rất trực diện. Do chiến gia này muốn vậy hay hàng công của đội bóng yếu đi? Song điều này không hẳn đã đúng. Sau 12 vòng đấu tại Premier League từ đầu mùa, các chỉ số đã chứng minh Arsenal đang thực dụng và hoàn thiện hơn ở nhiều khâu. Họ đang có hình hài khác hẳn so với chính mình ở mùa giải 2022-2023 để có thể tiếp tục đua tranh với Manchester City hoặc phần nào đó là Liverpool và Tottenham. Arsenal đã tập trung nhiều hơn vào việc phòng ngự và với nhiều cổ động viên của The Gunners, câu lạc bộ đang chơi nhàm chán hơn. Pháo thủ đang tạo ra ít cơ hội hơn, ghi ít bàn thắng hơn và thực hiện ít cú sút hơn so với mùa trước. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đứng thứ 12 ở Premier League về chỉ số bàn thắng dự kiến. Những đội bóng có vị trí thấp hơn, thậm chí khá tệ như Everton lại có chỉ số kỳ vọng cao hơn Arsenal. Mikel Arteta nói rằng muốn Arsenal chơi tấn công hay hơn ở mùa giải này, nhưng có vẻ điều đó khó trở thành hiện thực. Từ đầu mùa thì cây đinh ba sắc nhọn nhất đó là Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và Bukayo Saka mới đá chính cùng nhau đúng một trận. Một lý do khác dẫn đến việc hàng công của Arsenal ghi được ít bàn hơn là do các đối thủ đang phòng ngự chặt chẽ hơn khi gặp họ. Arteta chia sẻ, các đội khách tại Emirates đều muốn chơi theo kiểu đổ bê tông. Điều này khiến cho các mũi công của The Gunners gặp khó khăn hơn gấp bội. Điều này cũng là dễ hiểu thôi. Sau khi đứng thứ hai mùa trước bằng lối chơi tấn công vũ bão, các câu lạc bộ bắt đầu đánh giá Arsenal cao hơn nhiều. Họ hiểu rằng đây là dạng đối thủ có thể hủy diệt bạn ngay lập tức nếu không tập trung vào khâu phòng ngự, thậm chí tập trung 100% lực lượng. Càng nhiều đội dè dặt khi đối đầu với Arsenal, cao trò của Arteta càng khó khăn trong việc ghi bàn. Để cải thiện điều này, họ đã chuyền nhiều hơn ở 1/3 sân của đối thủ để tìm kiếm khoảng trống. Nhịp độ tấn công đã chậm nhưng chắc hơn. So với mùa trước thì Arsenal đang có số pha hãm thành trực diện giảm hơn, nhưng số đường chuyền dài đã tăng lên, thường là hơn 10 đường chuyền trên một trận ở 1/3 sân của đối phương. Trong 20 mùa đã qua ở Premier League, số bàn thắng trung bình của đội vô địch là 85. Arsenal đã ghi được 88 bàn ở mùa trước, tạm coi là một điều kiện đủ để vô địch. Thế nhưng các nhà vô địch trong 20 năm qua chỉ để lọt lưới trung bình 29 bàn. Con số của Arsenal mùa trước là 43 bàn, nhiều hơn nhà đương kim vô địch Manchester City 10 bàn. Do đó mùa hè vừa qua, đội chủ sân Emirates đã không tiếc tiền gia cố hệ thống phòng ngự với 34 triệu bảng cho Timber, 105 triệu bảng cho Daniel Rice và 30 triệu bảng cho David Raya. Đáng tiếc là Timber đã thể hiện rất tốt ở giai đoạn giao hữu trước mùa giải thì dính chấn thương cực nặng và vắng mặt cho tận bây giờ. Phải đến tận năm sau, thanh niên cứng này mới có thể góp mặt cho đội hình của pháo thủ. Thế nhưng chỉ cần Daniel Rice bao quát và William Saliba chơi phong độ cao, pháo thủ đã vững vàng hơn rất nhiều. Sau 12 vòng đấu thì Arsenal mới để thủng 10 bàn. Nếu giữ vững chỉ số trung bình này thì pháo thủ có thể thủng lưới ít hơn một trước. Hiện pháo thủ cũng đang là đội có chỉ số bàn thua dự kiến thấp nhất trong 20 đội. Chi 105 triệu bảng cho Mr. Gạo đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Anh càn quét ở khu vực giữa sân và giúp cho áp lực trực tiếp lên hàng thủ được giảm đi rất nhiều. Một yếu tố nữa cũng cần được liệt kê đó là khả năng giữ bóng.
Mùa trước trong phạm vi 40m tính từ khung thành đội nhà, Arsenal mất bóng trung bình 7 lần một trận. Con số đó hiện tại giảm xuống chỉ còn 5 lần một trận. Quan điểm này của Arteta cũng giống với huyền thoại quá cố Johan Cruyff. Khi đội bóng kiểm soát tốt hơn, hệ thống sẽ di chuyển tốt hơn. Mùa này thì Arsenal cầm bóng nhiều hơn mùa trước. Số đường truyền chính xác của họ cũng tăng lên, từ 459 đường truyền trên một trận ở mùa giải 2022-2023 lên 499 đường truyền trên một trận ở mùa giải này. Khả năng tận dụng các tình huống cố định của Arsenal cũng đã tốt hơn. Từ đầu mùa họ đã ghi được 8 bàn thắng từ các pha bóng cố định trong số 26 tình huống, đạt tỷ lệ 31%, không bao gồm penalty và là con số nhiều nhất giải. Chỉ có Everton có hệ số này tốt hơn Arsenal khi họ đã ghi được 6 trên tổng số 14 bàn thắng từ các tình huống cố định, đạt tỷ lệ là 43%. Ở giai đoạn này của mùa trước, Arsenal đang hơn Manchester City 2 điểm với 30 bàn thắng ghi được và 11 bàn thua. Hiện tại họ kém Manchester City 1 điểm với 26 bàn thắng có được, 10 lần để thủng lưới. Thứ bóng đá hiện đại của pháo thủ có thể không có hòa mỹ, nhưng điều đó không khiến cho Arteta bận tâm nếu mùa giải kết thúc với chiếc cúp Premier League trong tay. Và hãy nghe biên tập viên khó tính Gary Neville, huyền thoại của Manchester United, cảm nhận về Arsenal. Tôi nghĩ Arsenal có thể vô địch Premier League mùa này. Dù khởi đầu chậm chạp, thứ bóng đá mà họ trình diễn như ở mùa giải trước sẽ đến. Sự thật là họ đã khởi đầu chậm chạp hơn một chút, nhưng tôi không nghĩ đó là điều xấu. Họ nằm ở trong nhóm dẫn đầu. Tôi tin rằng thứ bóng đá bùng nổ của họ sẽ đến, và nó sẽ đến vào khoảng tháng 3, một thời điểm phù hợp. Họ có thể thi đấu trái ngược so với mùa giải trước, với một khởi đầu chậm chạp và kết thúc mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù vậy, vẫn có những vấn đề mà Arteta phải xử lý, đó là Ramsdale và Calvert. Thay thế một thủ môn chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng, nhưng huấn luyện viên Arteta đã dũng cảm làm điều đó để mở đường cho David Raya hiện diện trong khung gỗ của Arsenal. Con số 10 bàn thua từ đầu mùa đến giờ cho thấy vì huấn luyện viên 41 tuổi này có lý của mình. Năng lực làm chủ khung thành của Raya không hề kém cạnh so với Aaron Ramsdale. Trong lúc khả năng chơi chân của thủ thành người Tây Ban Nha đã được kiểm chứng cho giai đoạn anh khóa Brentford. Mặt khác, điều này cũng khiến những phản ứng về anh tăng lên, đặc biệt là qua phản bác của Charles Ramsdale với những phát ngôn không hay ho của các cựu tuyển thủ Jamie Carragher hay Danny Murphy trên sóng truyền hình. Mặt khác, không bất ngờ nếu những ý nghĩ về một bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của thủ môn này nếu anh vẫn tiếp tục mất chỗ đứng vào tay của Raya sau giai đoạn tập trung đội tuyển quốc gia này. Euro 2024 là giải đấu mọi cầu thủ Anh đều muốn có mặt, và Ramsdale cần một nơi anh có thể đảm bảo cơ hội bắt chính nhằm đảm bảo không bỏ lỡ chuyến tàu đến Đức. Còn Calvert, cầu thủ 24 tuổi này không gặp vấn đề về cơ hội ra sân như Ramsdale, nhưng anh lại đang lạc lối trong việc tìm chỗ đứng trên hình của đội chủ sân Emirates. Chắc chắn Calvert không còn trong ý nghĩ của huấn luyện viên Arteta về vị trí trung phong khi có quá nhiều cái tên được ưu tiên lựa chọn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha mặt khác không thể không ưu tư khi đóng góp của anh nơi tuyến giữa của Arsenal thua xa những cái tên như Declan Rice hay Martin Odegaard. Liệu ông có đủ kiên định với Calvert nếu anh tiếp tục bỏ phí những cơ hội ghi bàn hay chơi bóng như thể chỉ tồn tại trên sân hay không? Đó là vấn đề mà Arteta cần phải suy nghĩ và tìm ra câu trả lời, đồng thời giải quyết càng sớm càng tốt. Chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.